Nguyễn xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị các bạn ở đây là những hình ảnh của con đường Quang Trung. Và video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 vì giờ này tầm cũng gần 1 giờ kém rồi. Giờ này trời đang rất là nắng nóng cho nên đường phố có vẻ như rất là vắng. Có lẽ hôm nay là ngày cuối tuần quý vị. Ngày cuối tuần cho nên là đường phố vắng hơn. Và góc đây là con đường dây sen giao với con đường Quang Trung. À, em đang đi tiếp qua khu vực này là con đường Quang Trung quý vị. Trời thì nắng gắt nhưng mà vẫn có gió vậy, có hơi của gió biển lên nên cảm giác nó cũng đỡ lắm, nó cũng mát. Và dạ, trước hình của cô chú chị Hoàng ở đây là những hình ảnh của ngã tư của con đường Lý Tự Trọng giao với con đường Quang Trung. Lý Tự Trọng khi xưa là con đường Bá Đa Lộc vậy. Để bên tay phải thì sẽ đi lên khu vực của vòng xoay ngã 6. Trên con đường Quang Trung này, đoạn này gần khu vực vòng xoay ngã 7 rồi. Rất là nhiều những cái cửa hàng điện thoại, rồi máy tính, đồ điện tử vậy. Rồi bên cạnh đó thì có các cái shop quần áo nữa. Sắp vào mùa hè rồi, hoa phượng đã bắt đầu nở rực rồi. Ngay góc chỗ này, ngay vòng xoay ngã 6 này có một cây hoa phượng nở rất là đẹp. Và ngay vị trí này là vòng xoay ngã 7 này. Bây giờ mời cô chú chị Hoàng đi qua khu vực của con đường Lê Thánh Tôn. Và chúng hình của cô chú chị Hoàng đây là những hình ảnh của đường Lê Thánh Tôn. Hướng này của Lê Thánh Tôn lưu thông thẳng là sẽ lên khu vực của vòng xoay ngã 6 này. Chúng hình của các tuyến địa bàn đó là vòng xoay ngã 6. Giờ này trưa nắng quá cho nên đường phố nó vắng, ít xe ra đường hơn. Giờ em đi vào đây là thuộc con đường Thái Nguyên và lộ Gia Long khi xưa, một trong những con đường hàng me rất là nổi tiếng của Nha Trang. Giờ đây là xe buýt này các bạn. Xe buýt này có hợp đồng của hãng Phương Trang. Tuyến này đi Nha Trang, Cam Ranh. Tới trạm nó dừng. Tuyến này tuyến số mấy đây? Đi Nha Trang, Cam Ranh. Giai đoạn đây là gần với ga Nha Trang rồi. Đối diện với ga Nha Trang là công viên 23 tháng 10 ngày nay. Khi xưa là công viên Võ Văn Tý. Là
nay cuối tuần cho nên là hình như là có lẽ giờ trưa nữa, nên một số quán họ đóng cửa rất là vắng. Wow, phía trước có chiếc xe màu hồng đẹp quá ha. Và đây là những hình ảnh của vòng xoay Mã Vòng. Bây giờ mời cô chú anh chị Hoàng đi vào cái con đường Bồ Đề đó. Con đường Phật học, anh nhầm. Mời cô chú anh chị Hoàng đi vào con đường này. Đó là những hình ảnh của con đường Phật học. Để mình đi lên cái đồi Trại Thủy, lên tượng Kim Thân Phật Tổ, tượng Phật Trắng của chùa Long Sơn. Ở ngay vị trí này là cái dốc này để đi lên. Dốc này nó cũng rất là cao rồi. Chỗ vị trí này là có cái bậc đi lên nữa nè. Có đường không? Bây giờ phải chạy lên đây nữa. Lên cái dốc này nữa, một đoạn này nữa thì mới lên tới đồi Trại Thủy. Chỗ này có một cái hướng đi vào bên chùa Viên Thông nữa vậy đó. Hướng này là đi qua bên mé của chùa Viên Thông, cách 100m nữa, nằm trên đồi Trại Thủy. Qua mé này thì đi qua tượng Kim Thân Phật Tổ, hay gọi là tượng Phật Trắng. Ở chỗ này có lá cờ Phật học rất là to. Mày lướt lên dạo không? Lên dạo không? Hả? Gửi đâu? Để lên cho mé nè. Đó gốc cây nè. Bờ lên chạy với bãi luôn. Dạ. Tôi để đây chứ cần gì hả? Dạ. Để đây cũng được hả? Để đây cũng được. Để cũng được. Hả? Để em coi. Lên không? Hả? Lên hả? Giờ này trưa nắng cho nên cũng rất là ít du khách. Rất là ít du khách đi tham quan giờ này lắm rồi.
Đây là những hình ảnh của tượng Kim Thân Phật Tổ. À, trên đỉnh núi nè. Và đây là một số vị hòa tượng đã tự thiêu nữa, ở phía dưới của tượng Kim Thân Phật Tổ. Tích Thiền Mỹ tự thiêu vào ngày 1 tháng 9 năm Quý Mão 1963. Và đây là Thích Vãn Hương tự thiêu vào ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão 1963. Đây chắc cái cửa ở để vào bên trong của phía dưới cái tượng Phật. Đây là phía sau lưng của tượng Kim Thân Phật Tổ này mình. Là khu vực phía sau của tượng Kim Thân Phật Tổ. Này cũng là cái ngõ xuống hay sao? Ngõ đi quần ra bên kia. Nay mùa nắng rồi, mùa hồng yến rồi, hoa giấy rồi, nở rực quý vị. Đây là những cái cánh rừng trên đồi Trại Thủy. À, đoạn đây là phía trước khuôn viên của tượng Phật quý vị. Cái tượng ở phía trước nhất là đó là tượng của Thích Quảng Đức quý vị. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão 1963. Thì ngày nay ở Sài Gòn trên con đường Cách Mạng tháng 8 cũng có một cái tượng của Hòa thượng Thích Vãn Đức tự thiêu rồi. Đây là cái đoạn đi xuống phía dưới. Giờ này nắng quá cho nên ít có du khách lên đây để mà tham quan lắm quý vị.
đứng trên đồi Tài Thủy này, quý vị có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của một số tuyến đường của thành phố như Mã Vòng này, rồi con đường Thái Nguyên, con đường Lê Hồng Phong, hoặc có thể là mé bên tay trái quý vị đây, thì có thể thấy được cái khu vực của phường Phương Sơn, thấy được phường Phương Sơn vậy, và thấy được cái gọi là cái chợ Phương Sơn. Đây là vì có thể thấy được khu vực của phường Phương Sơn này. Mấy bên đó là con đường Phương Xài. Cái mé này là đi tiếp qua bên cái đồi Tài Thủy nữa. Ở đoạn này cây cối không à, đứng đây chắc không có nhìn thấy được khu vực ở phía dưới của phường Phương Sơn. Ở đây trước cũng có bán nước non rồi đây mày. Đạp ngã. Nhà đoạn này là đi xuống lại đây mày, xuống lại của đồi Tài Thủy. Đi lên thì dốc nó hơi cao, đi xuống thì nó dễ dàng hơn. Thì lúc trước em cũng nghe cô chú nói là ở khu vực ở trên đồi này cũng khi xưa cũng có nhà rồi dân cư được ở trên này. Dạ. Yeah. Có thể sau này là chắc cái đoạn trên này nó cũng sạt lở gì lắm. Ở đây chắc cũng rất nguy hiểm, cho nên là mình cũng di dân hết rồi. Xuống phía dưới thấp ở. Đoạn này nó sạt lở hết rồi, đường bê tông nhưng mà nó trôi hết xi măng rồi, còn đá được không à. Chỗ này nó có những cái bậc thang này, chắc lúc trước cũng có nhà dân ở nè, em thấy có những cái bậc thang. Rồi xuống dưới đây là hết rồi. Đây là con đường Phật học nữa quý vị.
ngay chỗ cái hẻm của xôi xôi Sóng Khải. Thuộc phường Phương Sơn. Nắng quá. Nói giờ này xôi đồ nghỉ hết rồi. Cuối tuần buổi trưa nữa nghỉ ngơi lắm, nắng quá nắng luôn. Rồi anh xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video, xin mến chào cô chú chị bạn.